Dạ Phương Mai Chiếc Chè Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay em sẽ giới thiệu với chúng ta một cái lô đó là cúc vạn thọ cánh xoắn cả nhà. Loại này hoa của nó là từ 50 cho đến 100 cánh nha. Thì bên vườn mai nhà em thì luôn đảm bảo uy tín chất lượng về giống, cho nên cả nhà yên tâm về chất lượng giống ha. Bởi vì tất cả các mặt hoa thì bên em đều có test mặt hoa và lấy cây giống nó nhân ra nha cả nhà. Thì cái lô này phải nói là rất là đẹp, rễ nó cũng rất là đẹp luôn đó, cả nhà nhìn thấy ha. Chiều cao của cây thì tầm khoảng 30 trở lên hết rồi đó. Cây thì rất là sinh trưởng, rất là khỏe. Loại này về chúng ta cũng có thể lấy bo được liền luôn nha. Thì lô này nó vừa có rễ quái như thế này, nó vừa có rễ bí luôn đó ha. Đây nó đây rồi đây ha cả nhà, nó đủ kiểu như thế này. Và em đã vô dây ha, nó đang ra coi đọt nè, cả nhà nhìn thấy nè, rất là dữ. Cái cây này sinh trưởng em thấy cũng rất là khỏe luôn cả nhà. Đây là cúc vạn thọ cánh xoắn ha, hoa của nó phùng rất là đẹp nha. Và hoa của nó là từ 50 cho đến 100 cánh nha. Đó, loại này thì giá là 100 ngàn một cây, 3 cây em bao ship, 10 cây em tặng một nha. Đó, đây là cúc vạn thọ cánh xoắn. Rồi, ngoài cái màu vàng ha, thì bên em có một cái mai đó chính là nữ hoàng kem. Thì loại này là màu kem nha cả nhà, màu kem rất là đẹp luôn ha. Thì chiều cao cây này nó sẽ nhỏ hơn cây cúc vạn thọ cánh xoắn nha. Loại này thì chắc tầm khoảng 20 xăng thôi cả nhà. Mà cây thì sinh trưởng cũng rất là khỏe luôn. Thì ai thích cái màu, ví dụ như có màu vàng, màu cam thì mình sưu tầm thêm màu kem cả nhà. Và kem cái nhị vàng rất là đẹp. Mấy hôm bữa thì em cũng có giới thiệu với chúng ta cái mặt hoa. Mọi người muốn biết thì cứ khỏi là nữ hoàng kem chích chè bông ha. Thì như vậy nó sẽ ra nha, bên YouTube đó nha mọi người. Đó đây ha, giá cũng là 100 ngàn một cây luôn. Rồi, ngoài cái giống đó thì bên em sẽ có một cái loại khác nữa, đó chính là cúc hoàng hậu nha. Cúc hoàng hậu thì hôm nay cũng có giới thiệu hoa cho chúng ta xem rồi. Rất là đẹp, cây thì sinh trưởng cũng rất là khỏe luôn. Rễ thì cũng có bí nè. Đó, cây thì cành nhánh rất là ok ha. Rồi có thú nữa cả nhà. Đó, có thú nữa. Đây, có thú nữa nè. Đó rồi. Ai thích cái cúc hoàng hậu hình thú này luôn á thì alo cho em nha. Đó, đây thì giá là 100 ngàn một cây ha. 3 cây em bao ship, 10 cây em tặng một. Rễ hình thú rất là đẹp luôn nha, vừa thú mà vừa bí luôn. Thì mình muốn thích cây nào thì mình cứ chọn rồi nói bên em ha. Rồi ngoài bên đó thì em sẽ có cúc Tân Châu nữa cả nhà. Cúc Tân Châu, loại này đều uống dáng lông liền cốt 100% luôn rồi ha, 90 cho đến 100. Loại này thì giá là 100 ngàn một cây. Rễ cũng rất là quái nha, rễ rất là quái luôn nè. Đó, uống dáng lông hết trơn ha, giá là 100 ngàn nha. 3 cây em bao ship, 10 cây em tặng một nha cả nhà. Đó, đây chính là cúc Tân Châu nha. Rồi, ai thích loại nào thì xin hãy alo cho vườn mai của Chiếc Chè Bông nha. À quên nữa, còn một loại nữa cả nhà. Đó chính là siêu bông Sài Gòn ha. Siêu bông Sài Gòn giá là 125 ngàn một cây nha. 125 ngàn một cây. Cây nó khoảng 10 mắt lá đi lên. Cây thì cành nhánh, sinh trưởng rất là mạnh, đang đâm chờ để nhánh luôn. Giá là 125 ngàn một cây. 3 cây là em bao ship, 10 cây em tặng một nha. Rồi bên đây, hàng bên đây là cúc lá gí ha. Loại này thì em không có hàng lớn cho nên cả nhà xem kỹ giúp em được, có nhắm mình chăm được thì alo nha cả nhà, chứ là em không có hàng lớn nha. Nó cây nó như vậy thôi nè, giá là 150 một cây ha. 150 nếu mà ba hai cây thì bên em bao ship nha. Rồi hàng bên đây, hàng bên đây thì có thằng giáo nữ hoàng nè, với lại tiếng vua bông chùm. Đây này là tiếng vua bông chùm nha, sinh trưởng rất là khỏe cả nhà, nhìn mới ghép mà nó bung nhánh như thế này nè. Đó thì cũng chưa có thay bầu ha, về này chúng ta thay bầu lại. Nhớ là xé bỏ cái bịch rồi chúng ta thêm phân, đừng có bỏ phân nha cả nhà. Đó, là 250 một cây nha. Rồi bên đây là giảo nữ hoàng, hoa tròn phơm rất là đẹp, thì giá là 100 ngàn một cây, 3 cây bao ship luôn nha. Rồi hàng bên đây sẽ là hàng cúc cam. Cúc cam là còn gọi là hồng mai á, loại này 90 ngàn cây, 3 cây bao ship, 10 cây tặng 1 nha. Rồi ai thích loại nào thì xin hãy alo bên vườn mai của Chiếc Chè Bông nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.